Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, kính chào quý vị đồng hương tiếp tục chuỗi hành hương online cùng với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ đi thêm tham quan một ngôi chùa được xem là chốn tổ của tông phái Thái Cổ, là tông phái có lịch sử Phật giáo rất là lâu đời ở tại Hàn Quốc này. Và ngôi chùa tôi đang đứng đây là một ngôi chùa hết sức là đặc biệt. Ngôi chùa được thành lập từ thời đại Sinh La năm 889, và sau đó đã chứng kiến cái sự trùng hưng của một vị đại sư, đó là Theko Bo-u-su-nin. Đây là vị đại sư được xem là tông tổ, tức là vị đại sư là tổ sư của tông phái Tào Khê ngày hôm nay, và bắt nguồn là từ tông phái Thái Cổ. Thì vị đại sư này đã trùng tu ngôi chùa, một trong những ngôi chùa lớn nhất vào thời bấy giờ. Và vị trí tôi đang đứng ở đây đó là trước đây thì nó thuộc là Dọn Hy Cung, là bây giờ thì cái Dọn Hy Cung đó là vị trí của trường đại học Yonsei. Chắc là quý Phật tử sẽ, các bạn mà ở Hàn Quốc thì quan tâm đến các trường đại học thì sẽ rất biết tới đại học Yonsei này. Đây là một trường đại học tư thục rất rất là nổi tiếng, và đối diện với Yonsei, là sát bên Yonsei đó, là một trường đại học nữ y hoa cũng cực kỳ nổi tiếng. Đây là khu làng đại học, có trường đại học Hông Ích, trường đại học Y Hoa, trường đại học So Găng, trường đại học Yonsei. Và vị trí của Yonsei ngày nay là Dọn Hy Cung ngày trước. Và Dọn Hy Cung ngày trước thì trong đó có ngôi chùa này. Và ngôi chùa này tên là Bung Quân Sa. Bung Quân Sa có nghĩa là Phụng Nguyên Tự. Và tới thời kỳ Joseon, chúng ta biết là đến thời kỳ Joseon thì Lý Thành Quế đã lấy Nho giáo làm quốc giáo và thi hành cái chính sách sùng Nho bài Phật, nghĩa là đàn áp Phật giáo và xiển dương Nho giáo. Tuy vậy nhưng mà triều đại Joseon này lại ngầm ủng hộ Phật giáo rất là nhiều, và một trong những cái thành tựu của Phật giáo giai đoạn lúc bấy giờ đó chính là Bung Quân Sa, là một trong những ngôi chùa phải nói là lớn nhất, đẹp nhất lúc bấy giờ. Thì chúng ta đang đi nửa đường đến chùa rồi, và đây là một cái clip đặc biệt giới thiệu cho các bạn sinh viên Việt Nam hiện đang sinh sống học tập gần cái khu vực Sincho này, bao gồm cả trường đại học Y Hoa, Yonsei, So Găng, Hung Ích, thì có thể đến tham quan chùa rất là dễ dàng bởi vì có hẳn một cái xe buýt lên tới tận trên chùa. Và vì sao tôi đứng ở vị trí này để giới thiệu mà chưa phải vào chùa, vì chúng ta sẽ thấy là phía sau tôi là một chuỗi các cái tháp. Các cái tháp này mình gọi là phù đồ, Budo theo tiếng Hàn. Đây là một cái điểm rất là khác biệt của Phật giáo Hàn Quốc so với Phật giáo Việt Nam. Nếu như Phật giáo Việt Nam mình có cái nét văn hóa đó là tiền Phật hậu tổ, nghĩa là phía trước là thờ Phật, phía sau mới thờ các vị tổ, thì Hàn Quốc ngược lại, trước khi vào chùa là bên tay phải ha, lối vào thì thường là có một cái khu vực được xem là phù đồ như này, và thờ tháp, tức là của các vị cao tăng có công khai sơn tạo tự. Ở trong này có thể là có thi thể hoặc là không, mà nó thờ những cái relics, những cái di vật để lại, kinh sách, xá lợi, di phẩm của quý ngài vân vân. Và ở đây chúng ta thấy là lịch sử chùa càng lâu đời thì cái khu vực phù đồ này càng nhiều tháp. Và tháp ở Hàn Quốc á, cái phù đồ của Hàn Quốc á, thì có những cái kiểu đặc trưng bao nhiêu thì đã tụ họp ở đây hết. Cho nên đó là lý do mà tôi chọn cái vị trí này để đứng giới thiệu với mọi người. Là mình thấy là có dạng tháp vuông đứng lên giống như một cái bia, và phía sau là ghi những cái công trạng của quý ngài. Hoặc có một dạng tháp là hình tròn, và có một dạng tháp bên đây, tức là mình thấy như là một cái bát, có nghĩa là tròn chính giữa và phía trên có mái. Thì chùa này là có lịch sử rất rất là lâu đời ha, được xem là chùa cổ ngàn năm, một trong những ngôi chùa rất là đặc trưng cổ xưa lâu đời ở tại Seoul này. Nên mình thấy là có rất là nhiều tháp của các vị cao tăng khai sơn tạo tự. Và đặc biệt chùa có một cái di sản văn hóa thế giới, đó là dọn san chê, tức là một cái nghi lễ để mà cầu siêu cho các cái hương linh, những người đã tử nạn, những người đã qua đời. Thì dọn san chê là một cái nghi lễ Phật giáo mà được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đồng thời chùa cũng còn có những cái di sản văn hóa rất là đặc trưng cho cái văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, đó là Pompe, là phạm bái, tức là những cái nghi thức tán tụng ở trong chùa Hàn. Đồng thời đó là nghệ thuật đàn tròn, mình đã biết cái nghệ thuật này rất là nhiều. Và cái chính điện của chùa này, đàn tròn của chính điện này được xem là bảo vật. Vì sao ạ? Vì đàn tròn này do chính tay của vị sư Mạnh Bung vẽ nên. Mà sư Mạnh Bung là một trong những vị rất rất nổi tiếng về cái văn hóa hội họa mỹ thuật của Phật giáo từ thời Triều Tiên. Đây là một vị đại sư đồng chân xuất gia, sư xuất gia từ hồi 6 tuổi thôi, và sư có cái tài năng về hội họa và mỹ thuật rất là
đặc biệt, và tất cả những cái bức họa của sư và những cái nét đàn tròn của sư còn lại đều được công nhận là di sản văn hóa cả. Và chùa này chúng ta có cái chánh điện là có cái đàn tròn do đích thân đại sư vẽ để lại. Thì ngày hôm nay từ trước đến giờ là mình đi tham quan rất là nhiều chùa của thuộc tông phái Tào Khê, chốn tổ của Tào Khê, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tìm về cái cội nguồn sâu xa của Phật giáo Hàn Quốc, bắt nguồn từ Thekko Bo là đại sư Thái Cổ ha. Và hiện nay chùa này đang được xem là bổn sơn, tức là cái ngôi chùa, cái chốn tổ của toàn bộ tông phái Thái Cổ ở Hàn Quốc. Và đường lên chùa thì rất là đẹp, rất là an lành, dù là nằm ngay trong cái trung tâm của Seoul, nhưng mà lợi thế của chùa là bao quanh là nguyên một cái khu rừng núi rất là tự nhiên thôi, nên là lối đi vào chùa nó nhẹ nhàng, nó rất là yên bình, và mùa này thì hoa nở rất nhiều. Và để không mất thời gian của quý vị, chúng ta sẽ cùng đi tham quan toàn cảnh của chùa. Toàn bộ không gian ở đây hôm nay thì rất là đẹp ha, hoa nở rất là nhiều luôn. Và các bạn trẻ sinh viên, khi tôi trên đường đến đây thì tôi nhìn thấy rất nhiều sinh viên người nước ngoài. Thì mình biết là Yonsei xe là một trong những trường, một trong top 3 trường đại học nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc này, có rất là đông sinh viên nước ngoài học. Và toàn bộ cái khu vực đường lên chùa là cái ha súc chít, tức là cái khu vực ở trọ của sinh viên, mà có các người, các cô người Hàn nấu cơm cho mình ăn á, ha súc chít, cho nên là nó rất là đông sinh viên. Các bạn hôm nay là ngày nghỉ lễ, ngày Orininan, tức là ngày lễ thiếu nhi của Hàn Quốc, thì các bạn lên trường cũng rất là đông. Và khi nãy thì các bạn đứng ở khu vực này để chụp hình rất là nhiều, bởi vì hoa nở khá là đẹp ha. Mình nhìn ở phía xa kia. Dạ, khu này mà quý Phật tử các bạn đến để sinh hoạt, ngắm cảnh, giải trí cũng đẹp lắm. Và mình nhìn lại một lần nữa là tháp của quý ngài, mình gọi là Phù Đồ, tiếng Hàn là Budo. Và vậy là chúng ta đã đến được cái khuôn viên chính của chùa. Chùa có niên đại từ năm 889 thời Sinh La, nhưng trải qua nhiều cuộc chiến tranh thì đã bị tổn hại rất là nhiều. Và đặc biệt là trong cuộc loạn Nhâm Thìn, vào khi Nhật Bản xâm lược Hàn Quốc cũng như là chiến tranh Hàn Quốc, thì toàn bộ khuôn viên chùa đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Thì sau này ở vào thời đại hậu kỳ của Triều Tiên, tức là gần đây thôi, thì chùa mới được các vị đại sư trùng tu tôn tạo lại. Thì chính điện chúng ta thấy ngày hôm nay là mang kiến trúc của thời kỳ Triều Tiên, hậu kỳ Triều Tiên. Và cũng như các ngôi chùa Hàn khác, thì trước khi vào chính điện chúng ta có một cái tháp xá lợi, và phía sau tháp xá lợi mình thấy là Tam Thiên Phật Điện. Ở đây rất là đặc biệt, thông thường các chùa khác chỉ thờ 1.000 vị Phật, tức là điện ngàn Phật thôi, thì ở chùa này thờ tới 3.000 vị Phật ha. Và có cái điện này, cái diện tích khoảng hơn 3.300 m², là một trong những cái công trình Phật sự rất là lớn, do công đức của Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng với quý Phật tử đã hình thành nên. Ở tại cái khuôn viên chính của chùa ngày hôm nay có rất là nhiều đèn lồng, nhưng mà vào tháng 7 hàng năm ha, thì nguyên toàn bộ khuôn viên này sẽ biến thành một cái ao sen tuyệt vời. Và cái lễ hội hoa sen cũng là một trong những lễ hội rất là đặc biệt ở ngôi chùa này. Đặc biệt chúng ta sẽ còn có một cái buổi hàng năm, có một lần đó là buổi biểu diễn lại cái vũ điệu của các nhà sư từ thời Sinh La. 864 vị sư sẽ đắp y và biểu diễn cái vũ điệu truyền thống trong lễ hội xưa. Và đây cũng là một trong những cái điều mà đáng xem nhất về Phật giáo Hàn Quốc. Hy vọng là quý Phật tử sẽ dành thời gian để đến dự lễ của chùa một năm một lần, chiêm bái, cái chiêm ngưỡng cái vũ điệu của quý sư. Và Đại Hùng Điện ở đây thì mình thờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và cũng không có rộng, tuy nhiên là thiết kế rất là tiêu biểu, đặc trưng trong các cái chùa Hàn. Có một nét đặc biệt như khi nãy đã giới thiệu, đó là đàn tròn, mỹ thuật Phật giáo rất là đặc trưng của Hàn Quốc. Chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn.
Đây là nghệ thuật đàn tranh xuất sắc do chính đại sư Man Bong ha. Vị đại sư này sinh năm 1910 và xuất gia từ năm 6 tuổi, dành hơn 20 năm thanh xuân của mình để nghiên cứu và trải qua rất là nhiều cái khóa đào tạo nghiêm ngặt về đàn tranh. Và đây chính là tác phẩm của nhà sư. Thì tôi không phải là người chuyên về quay phim nhiếp ảnh, cho nên nó là chắc chắn hình ảnh nó sẽ không có được đẹp như thực tế mà mình nhìn. Thì mục đích của các cái clip hành hương online này thì cũng là muốn giới thiệu những cái nét văn hóa đặc sắc nhất của Phật giáo Hàn Quốc cho quý Phật tử ở trong và ngoài nước biết đến. Thì nếu như vị nào mà có quan tâm đến văn hóa Phật giáo Hàn Quốc á, thì có thể đến đây và tận mắt chiêm ngưỡng cái mỹ thuật rất là xuất sắc. Đây được công nhận là di sản văn hóa ha. Và rất là tinh xảo, tinh tế, không có một cái khoảng trống nào mà không có cái nét mỹ thuật này. Thì nhắc lại rất là nhiều lần, toàn bộ năm màu này thì đều làm từ tự nhiên, pha màu với nhau và vẽ toàn bộ bằng tay để có mục đích đó là ngăn cái sự mối mọt, gió, sương của thời tiết để mà bảo vệ cái lớp gỗ trong chùa cho tốt hơn. Mình thấy là rất là đẹp ha. Mình ở bên cái vách của chùa Hàn á, thì đặc biệt là mình thấy là quý thầy hay có vẽ mấy cái hình về ví dụ như là thập một ngu đồ, 10 bức tranh trăn trâu, hoặc là tái hiện lại cái cuộc đời Đức Phật qua bát cảnh, xuất đản sanh, rồi dạo cửa thành vân vân. Ở trong chánh điện này thì có một điều rất là đặc biệt, đó là cái bức họa Phật ở đằng sau cái tượng Phật chính được thờ kia. Cái bức họa này cũng là do đại sư Man Bong họa và cũng được xếp hạng di sản văn hóa, mình gọi là Bulgothen Quebul. Và chúng ta thấy là vì có một vị đại sư chuyên về hội họa mỹ thuật Phật giáo, cho nên toàn bộ trong chánh điện của chùa trên các cái bức vách là vẽ rất là chi tiết, rất là công phu. Các bạn mà chuyên về hội họa mỹ thuật kiến trúc Phật giáo khi mà đến thăm chùa này thì chắc là sẽ rất là thích luôn. Toàn bộ ha. Ta thấy là bên trong của chính điện á, đàn tranh cũng làm rất là công phu, và đặc biệt cái mái của chùa. Chúng ta thấy mái của chùa là một cái dạng kiến trúc mà trong cung đình. Cái kiến trúc mái với lại lọng bên trong là tinh xảo. Đây cũng là một tác phẩm kiệt tác của Man Bong Sư Niệm. Chùa thiết kế rất là thoáng mát. Khi còn là sinh viên ở gần khu vực này thì lúc đó chưa biết gì nhiều về Phật giáo, nhưng mà chúng tôi rất là thích lên chùa bởi vì cái kiến trúc của chùa rất là đặc biệt. Nó mát mẻ vào mùa, rất là mát vào mùa hè và rất là ấm cúng vào mùa đông. Nên là mùa hè mà chúng ta ngồi thiền ở trong chính điện và nghe tiếng chim hót ở bên ngoài, phải nói là lòng rất là thanh tịnh luôn. Thì bạn nào mà có nhiều cái phiền muộn trong đầu, nhiều cái phức tạp rối ren, thì có thể dành một khoảng thời gian lặng cho mình để đến chùa. Đây là một góc khác của chùa. Rồi đi lên Thất Tinh Cát, Tam Thánh Cát là cái nơi thờ tự mang tín ngưỡng văn hóa dân gian ha.
Là đây là gọi là đàm trang, một cái bức tường xây bằng gạch nung. Đây cũng là một trong những nét mỹ thuật Phật giáo, kiến trúc Phật giáo rất là đặc trưng của Hàn Quốc ha. Và cái đàm trang đẹp nhất, dài nhất hiện nay là thuộc chùa Nặc San Sa, là Sơn Tự, Thánh Địa Bồ Tát Quán Thế Âm nổi tiếng. Cực Lạc Điện, Mãn Nguyệt Điện. Phía sau này là đường leo núi ha. Đi thông sau cái núi dính liền với cái học xá của trường đại học Danh Xe. Chín rồng phun nước ha, rất là đẹp để chuẩn bị cho Đức Phật đản sinh. Và đây là nước dẫn từ trên nguồn xuống. Quý Phật tử đi thăm chùa Hàng thì không có lo lắng phải bị đau bụng vì uống nước này đâu nhé. Nước này rất là nhiều khoáng chất và rất là ngọt, rất là thơm ha. Và chúng ta nhìn thấy là toàn bộ sân chùa hôm nay rất là đẹp. Ở bốn góc tháp có một nét rất là đặc biệt ha. Ủa, đây chúng ta thấy Ca Tỳ La quốc. Và góc ở đây là Kusila. Góc này là Ma Kiệt Đà. Thường ở các cái tháp khác không có khắc. Đây là Ba La Nại. Ok. Wow, góc này khá là đẹp ha. Đây là một trong những cái lối đi kinh hành, có các vị La Hán, khu vườn các vị La Hán. Nhưng mà lối đi rất là dễ thương nha. Hoa nở, cỏ, cây. Có một loài hoa này rất là đặc biệt để giới thiệu với quý Phật tử. Đây là hoa tên là, ở đây màu xanh, nghĩa là hoa còn non đó, chưa có nở lớn đó quý vị. Nhưng mà hoa này nó nở lớn lên á thì nó sẽ trắng và nó đùn lên như thế này, giống như là cái búi tóc trên đầu của Đức Phật vậy. Cho nên mình gọi đây là Pundu. Pundu là Phật đầu á, Pundu cốt. Các chùa thì rất là thích trồng cái hoa này. Phạm chuông ha. Chiếc chuông này cũng vừa mới được công nhận là di sản văn hóa. Những chiếc chuông mà được công nhận là di sản văn hóa thì thường người ta để tốt bảo tồn, mà người ta đúc một cái chuông khác để thỉnh sáng chiều thay thế vào. Bây giờ thì chúng ta vào thăm điện thờ 3.000 vị Phật.
Vị Phật chính giữa của chúng ta thấy có một thủ ấn rất là đặc biệt đúng không ạ? Đây là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, biểu trưng cho cái thủ ấn của Ngài đó là một cái bàn tay phải ôm lấy một ngón tay trỏ của bàn tay trái. Cái ngón trỏ này tượng trưng cho sự vô minh của chúng sinh, và cái bàn tay phải ôm là tượng trưng cho trí tuệ của Đức Phật, lấy trí tuệ của Đức Phật để độ cho cái vô minh của chúng sinh. Thì Đức Phật Tỳ Lô Giá Na theo quan niệm của Phật giáo đó là Đức Phật tượng trưng cho pháp thân Phật, và các tông phái Hoa Nghiêm thì thờ Đức Tỳ Lô Giá Na rất là nhiều. Một trong những cái ngôi chùa nổi tiếng nhất chúng ta thấy đó là chùa Hải Ấn, là chùa Pháp Bảo, tượng trưng cho Pháp Bảo Tự của Hàn Quốc hay Insa. Và trong điện Tam 3000 vị Phật này thì chúng ta cũng có thờ Đức Tỳ Lô Giá Na. Thì mái của chùa rất là nguy nga và đàn tròn thì rất là đẹp. Thấy cái mái chùa đàn tròn siêu đẹp luôn mà không làm sao diễn tả hết được. Phải nói là mình phải trực tiếp đến tham quan mới thấy được cái mỹ thuật đặc trưng của cái ngôi chùa này. Chết rồi. Một nét khác tôi muốn giới thiệu với mọi người đó là chúng ta thấy có một cái tháp như này, và bên dưới có các cái thanh để quay. Có các cái thanh để quay ha. Rồi, đây. Và bên trong thì thường là thờ một bộ kinh hoặc một bộ luật nào đó. Cái điều này rất là đặc biệt ha. Theo văn hóa của Phật giáo Hàn Quốc thì người ta tin rằng cái việc mà xoay những cái gọi là những cái tháp mà thờ kinh hoặc luật như vậy á, là có công đức để phát sinh trí tuệ. Mình chúng ta không đánh giá đúng hay sai, chỉ có giới thiệu về cái nét văn hóa thôi. Thì ở các cái ngôi chùa lớn chúng ta thường thấy là có cái công trình như này, và Phật tử thì cầm những cái bánh cái thanh quay ở đây và xoay vòng. Ở đây là nơi thờ Địa Tạng ha, nơi hương linh đó. Và rất là đẹp, trang nghiêm ấm cúng, không có cảm giác sợ hãi giống như là các cái nơi thờ bại vị hoặc cốt khác. Thì chúng ta thậm chí có thể để hình người thân trong từng cái khuôn như này, để những cái vật lưu niệm. Và Địa Tạng, Đức Địa Tạng Bồ Tát là vị Phật, vị Bồ Tát có cái hạnh nguyện là độ tận chúng sanh, như là những ai mà vào địa ngục thì Ngài quyết độ tận. Là ở các cái nơi mà thờ hương linh, thờ cốt, thờ linh, thờ bài vị thì hay có hình của Ngài Địa Tạng. Và đây là một bên đối xứng ha. Ta thấy là ở đây có một nhà, chắc là cũng tầng thất, cũng thất ha. Có bày một cái mâm cúng ở đây. Thì cấu trúc cái chánh điện này thì theo cấu trúc của cái điện thờ này thì đều đối xứng cả. Ở đối xứng với bên kia là dãy thờ Địa Tạng, thì đối xứng với bên đây cũng là nhà thờ Địa Tạng. Chánh điện rất là rộng. Đây là nơi để chúng ta tổ chức lễ cúng thất, cúng tuần thất cho hương linh. Để chúng ta có thêm một cái tháp thờ kinh luật. Và toàn bộ là 3000 vị Phật được thờ trong đây. Chúng ta ngắm lại toàn cảnh lần cuối và Đức Tỳ Lô Giá Na Phật. Và chúng ta sẽ kết thúc video clip ở đây. Và
trong cái giới hạn về cái khả năng quay phim giới thiệu cũng như cái giới hạn về kiến thức của mình thì tôi không thể trình bày hết tất cả những cái đặc trưng tuyệt vời về một cái ngôi chùa được xem là chốn tổ của Phật giáo Hàn Quốc với cái lịch sử rất là lâu đời cùng cái công sức pháp lực tu tập của rất là nhiều vị cao tăng trong lịch sử Phật giáo Hàn Quốc. Đây chỉ là một lời ngỏ để giới thiệu cho quý Phật tử đến chiêm bái học hỏi đảnh lễ các vị sư và tìm hiểu nhiều thêm về văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, bởi vì có những cái nét đẹp đàn tròn ở đây thì không thể diễn tả bằng lời ha. Và tôi cũng không có điều kiện để quay phim tốt hơn cho mọi người nhìn thấy hết toàn bộ cái nét đẹp ở chùa. Trong đó có những cái nghệ thuật mà phải tận mắt chứng kiến như là dọn sanh chê, như là vũ điệu của các vị chư tăng, 64 vị tăng, hoặc là những điều rất là đặc biệt trong từng cái mái ngói, từng cái viên gạch, từng cái con đường ở trong chùa. Thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây và hẹn quý Phật tử ở video clip hành hương kỳ sau.